Theo thuyết nhà Phật nói, thân xác là giả tạm. Những gì ngoài ta là không phải của ta, dù kẻ đó là vợ ta hay chồng ta. Vậy xin sư phụ chỉ dẫn cho biết trong ta có gì liên quan giữa từ cái giả và chân để giúp ích trong việc tu học. Thì quý vị đã biết rồi, nhiều khi hôm nay là vợ mình, mai nó kiện mình nó lấy tiền. Bữa nay yêu nhau thắm thiết, mai ra tòa chửi nhau hết lời. Thì cái đó nó vô thường, nó quá dễ mà, phải không? Rồi nhiều khi không như vậy đi nữa, có đầm thắm với nhau đi nữa, nhưng mà lát chết rồi cũng anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thì chỉ còn một cái trường tồn duy nhất là cái ngã lớn của mình đó, là cái Phật tánh trường tồn của mình, cái trí huệ vô cùng sáng suốt của mình, hoặc là cái thiên quốc của mình. Cái đó là trường tồn. Đi đâu nó cũng đi theo như bóng với hình. Mình phải tìm được cái đó, mình mới có một người bạn đời đời. Yeah. Thế giới lý tưởng là thế giới tu hành, nên sống độc thân để tu hành mới đúng. Thưa có phải không? Vợ chồng là nợ nần, con cái là nghiệp chướng. Thưa có phải không? Nói vậy, nếu không có vợ chồng, Phật ở đâu sinh ra? Hả? Nếu không có con cái, ai bảo vệ đất nước, ai xây dựng tương lai? Cũng phải có. Đó là hai con đường chọn lựa mà thôi. Tu hành có hai con đường. Một là xuất gia, hiến thân phụng sự đạo pháp và đại chúng. Hai là tại gia, mình ngấm ngầm phù hộ, gia trì, giúp đỡ những người mà hiến thân vì đạo pháp đó. Thì hai bên đều giống nhau, nhưng mà mỗi người làm một việc khác nhau. Thí dụ ông tổng thống là một quyền quy cao nhất ở trong cái quốc gia này, nhưng mà ông bộ trưởng cũng rất là cần thiết. Thấy chưa? Một người mà đi bảo vệ quốc gia như là mấy anh lính đi đánh trận ngoài đó cũng là quan trọng. Nhưng mà ông cảnh sát, ông ở nhà, ông giữ gìn an ninh trật tự, ông kiểm soát những cái việc làm cái vần bất hợp pháp của những người trong xã hội để mà bảo đảm đời sống an ninh của những người hậu phương. Hai người đó công lao như nhau, có khác gì đâu. Hai người đều là cần thiết cả. Cho nên xuất gia có bổn phận của người xuất gia, mà phải làm cho tròn mới đúng kêu là người xuất gia, nếu không kêu là người ăn bám xã hội. Còn một người nữa là tại gia, họ lo bổn phận của người tại gia. Hai người đều làm việc ít lợi cả, chứ đừng nên lấy cái thân phận của người xuất gia mà khinh khi những người Bồ Tát tại gia. Cái đó sai, cái đó sai. Nhá. Ông Duy Ca Mật là một người Bồ Tát tại gia mà thôi, nhưng mà cái quyền lực của ông á, cái trí huệ của ông ngàn ngàn như Phật. Cho nên mấy vị tại gia, xuất gia mà đệ tử của Phật sợ ông như là sợ cọp. Khi người thân đã mất, gia đình thành tâm ăn chay, cúng chay, cúng chay tăng như vậy, người thân đó có được siêu thoát không? Không phải cúng mà được siêu thoát. Sư phụ đã nói rồi, phải tu hành, lấy cái công đức của mình, lấy cái trí huệ cao thượng của mình mà ảnh hưởng cái trí huệ cao thượng của người chết đó, thì họ mới được siêu thoát mà thôi. Câu khác. Kính thưa sư phụ, trong cuốn băng video thuyết pháp bên Mã Lai năm 89, sư phụ có chỉ dạy sơ về cách ngồi thiền cho những người chưa có cơ hội truyền tâm ấn. Sư phụ có nói là đừng nên ngồi thiền hơn 30 phút nếu không có ăn chay. Vậy con có thể ngồi lâu hơn 30 phút được không? Nếu con đang ăn chay, xin sư phụ dạy cho. Được, được. Sẽ ngồi lâu tăng kệ. Ngồi lâu được thì ngồi, chứ không phải ngồi đó câu giờ. Được chưa? Câu hỏi thứ nhì. Nếu có những người ăn chay và ngồi thiền nhưng chưa có dịp được truyền tâm ấn từ sư phụ, vậy những người đó có được siêu thoát chút đỉnh sau khi chết không vậy? Và tập thiền như vậy có hại gì không? Xin sư phụ giảng cho. Tùy theo cái trình độ của quý vị. Thí dụ như quý vị có một vị minh sư diệu giác thì ngồi thiền nó không nguy hiểm. Những người nào mà coi được băng của sư phụ hoặc là học từ sư phụ, hoặc mặc dù không phải là học phép Quan Âm nhưng mà có sự bảo vệ của sư phụ chịu trách nhiệm, bây giờ tin cậy sư phụ, họ trong tâm họ nghĩ là họ là học trò của sư phụ, cho nên sư phụ có quyền bảo vệ họ, cho nên họ không có bị gì. Yeah. Còn thí vị quý vị ngồi đại ngồi phép gì đó thì sư phụ không có chịu trách nhiệm được, đừng có nói tôi nói ngồi sao cũng được, nghe chưa? Không phải như vậy, không phải ăn chay là nó an ổn bảo đảm, không phải ngồi thiền là nó siêu thoát, nhưng mà phải
có cái giao cách với cái Phật tâm của mình nó mới siêu thoát. Nhưng mà mình không biết cái cách giao cách với Phật tâm thì mình ngồi hoài nó như tượng đá mà thôi, hiểu chưa? Thành ra nó khác ở cái chỗ là có một cái ngọn đuốc nó thắp lên rồi, để ngọn đuốc kia châm vô nó mới sáng, chứ không phải ngọn đuốc 100 ngọn đuốc đứng đó là nó cũng đen tối hoài. Câu hỏi của một người Mỹ. You said you believe in both Christianity and Buddhism. Is it a sin to believe in both, and why do you believe in both? Is it a sin? Why? Tell me why. Who asked the question? Why to believe in Buddhism is a sin, or to believe in Christianity is a sin? Both. Both are superior. Both point to the same thing. Just like we say nước in Vietnamese and you say water in English, both point to the same thing that quenches our thirst. Now, suppose I believe in Buddhism is a sin, and tell me why. Buddha taught us to love our neighbor, to love all beings, and to help others when we need, and to recognize the Buddha nature or Nirvana in us. Nirvana is the name for kingdom of God in your terminology. It's just a different terminology, but it points the same thing. If water and nook, they're both words, different, but quench the same thirst, have the same result, then it is the same thing. Jesus also teach us to love our neighbor and love God with all our soul, our heart, our mind, and our everything. Now Buddha also say you have to find out Buddha nature. You have to be Buddha. You have to learn Buddha, Buddha nature. Otherwise, there's nothing else worth to live for. That means the same thing. Now why should we argue about terminology? When somebody else in a different country say it is lakwa, and somebody else in our country say water, both point to the same thing. Now, if Buddha teach the same as Jesus did, then both of them must talk about the same subject. That is so clear. I wonder why you don't understand it. I really am surprised. Why? This is so simple. Why should I be a sinner if I believe in both? Both teach me the same thing, just like the two English teachers teach the same language. If I learn with two teachers, I have no sin, because both teach the same thing. But I do not even learn with two teachers. I learn only one, that is God. That is the Almighty. That is the Buddha nature, which is all-pervading and then omnipresent, Almighty. Now, because Buddha has discovered this kingdom of God, or the Nirvana, or the Buddha nature, before Jesus, and later Jesus discovered that also. Or maybe Buddha was commissioned to go on earth to teach first, and then later become Jesus' turn, and later, or before that, what Moses, and later what Mohammed, perhaps. Let's just take turn. They just have to do the job. The different body house the same power. And that power is also within ourselves, should one day we are awakened to it, and recognize it, and use it. Then we can proclaim ourselves that we are truly the Son of God, and that we are Christ. But not many people recognize this. When Jesus was alive, he was the only one who recognized it. It's so rare, so rare. That's why people worship Christ or worship Buddha, because these persons are very rare. We can recognize a part of our wisdom, but not the whole like Jesus did, not the whole like Buddha did. Therefore, they were rare. Yeah, but not that impossible, not that it is impossible. When Buddha was alive, many people recognized the whole wisdom, like many of his disciples. Therefore, later, they succeeded him, just like the disciples of Christ. They also recognized it.
Saint Paul also say the same. Jesus say, I did, but not I. It's the Father in me who does it. Okay? So, and Saint Paul say something like, I live, but not I. Christ live in me. How is it that Christ live in him? Because he has the same power. That is the Christ power. When Jesus housed it, it become Jesus Christ. When St. Paul housed it, it become Paul Christ. And when I house it, it become Ching Hai's Christ. You understand? Cái này, cái giảng ra mệt quá. Bây giờ giảng ra không được nữa. Thôi quý vị, người nào mà biết tiếng Anh đó, về nhà giảng cho mấy người Việt Nam nghe nha. Có một câu mà phải không? Lát về cái câu nào mà sư phụ không dịch đó thì hỏi mấy người hàng xóm hồi nãy đó, mà sợ rồi dịch sai nữa mệt nữa. Nối tiếp chương trình, kính mời quý thính giả thưởng thức lời hay ý đẹp. Thánh nhân không phải là một hình thức nào cả. Ý nghĩa của thánh nhân là phải kiện toàn, bao gồm mọi mặt. Chúng ta cần phải phát triển mọi phương diện của tài năng, cần phải chăm nom đời sống và sự nghiệp thành công, đồng thời bên trong phải trang bị trí huệ và sự sáng suốt.